những đứa con lần lượt ra đi, đi mãi mãi. Thời gian trôi qua, vết thương trên thịt da đã lành theo năm tháng, nhưng vết thương lòng mẹ vẫn còn nặng mang. Mẹ Việt Nam ơi, mẹ Việt Nam ơi, khi con đi qua khắp nẻo đường, nghe đau thương chìm trong khói hương, mong sao cơn mưa gió vô thường không lung lay làm rớt hạt sương. Mẹ Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, mây khói tan rồi còn lại mẹ tôi. Đất nước này vẫn còn, còn có những đứa con dù đi xa muôn phương nhưng vẫn nhớ. Đang cô đơn, chúng con yêu mẹ hơn. Mỗi chiều nghiêng nghiêng bóng, ghi khắc trong lòng hình dáng mẹ ngồi chờ. Xin kính mời toàn thể tán cường đứng dậy. Các vị có quả tin dự thiêu đại biểu tán cường của tay. Rồi Tiểu Minh, vào vị trí. Trân trọng kính mời đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức thành phố, đại diện phòng lao động thương binh xã hội thành phố, đại diện đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc, các ban ngành, đoàn thể thôn Lục Cung, đại diện cấp ủy, ban cầm sự khối, các tổ chức đoàn thể cùng bà con dân khối hai và toàn thể thân nhân, con, cháu họ tộc của gia quyến liệt sĩ đầu trận trường về tiệc bàn thờ hướng linh của liệt sĩ để chúng ta cử hành nghi lễ. Xin kính đề nghị tất cả mọi người nhân vị, kính thưa các đồng chí đại biểu, kính thưa toàn thể gia quyến, anh em họ tộc, bạn bè thân hữu gần xa của liệt sĩ đầu trận trường, kính thưa bà con và toàn thể nhân dân, thay mặt ban tổ chức tôi xin thông báo chương trình lễ tế điều và an táng hài cốt liệt sĩ đầu trận trường như sau. Tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu, hai công bố quyết định thành lập ban tổ chức lễ tế điều và an táng hài cốt liệt sĩ đầu trận trường của ủy ban nhân dân phường Nội Cung, ba lễ phủ quân kỳ của ban tổ chức phường, bốn đọc điếu văn liệt sĩ đầu trận trường của đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân phường Nội Cung, sáu phát biểu của đại diện gia đình liệt sĩ, bảy lễ dân hương, tám di chuyển hài cốt liệt sĩ về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố Vinh, 9. Báo cáo tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố, 10. Làm lễ an táng. Kính thưa quý vị đại biểu, hôm nay tại gia đình thân nhân liệt sĩ đầu trận trường thuộc khối 2 phường Nội Cung thành phố Vinh, đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc và các đoàn thể phường Nội Cung cùng gia quyến xúc động thành kính tổ chức trọng thể lễ tế điều và an táng hài cốt liệt sĩ đầu trận trường. Về dự buổi lễ hôm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu đoàn đại biểu Ban Tổ chức thành phố Vinh, đồng chí Trung tá Dương Thanh Hải, trợ lý chính sách Ban Tổ chức thành phố Vinh làm đại diện. Đoàn đại biểu Phòng Lao động Thương binh Xã hội thành phố Vinh do đồng chí Đầu Nguyễn Thu Hà, chuyên viên Phòng Lao động Thương binh Xã hội thành phố Vinh làm đại diện. Lãnh đạo đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc, hội cựu chiến binh và các đoàn thể phường Nội Cung do đồng chí Trần Văn Tý, bí thư đảng ủy phường làm trưởng đoàn, các ủy ban cán sự đoàn thể, bà con nhân dân khối hai cùng toàn bộ gia tộc nội ngoại, các cơ quan, bạn bè thân hữu gần xa của liệt sĩ đầu trận trường. Kính thưa bà con nhân dân khối hai, thay mặt ban tổ chức tôi xin công bố quyết định của ủy ban nhân dân phường Nội Cung
về việc thành lập lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Đầu Đoàn Tường. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam độc lập tự do hạnh phúc, Ủy ban Nhân dân phường Đội Cung quyết định số 802 QĐ-UBND phường Đội Cung ngày 19 tháng 9 năm 2022 quyết định về việc thành lập ban tổ chức lễ đón nhận an táng hài cốt liệt sĩ Đầu Đoàn Tường. Ủy ban Nhân dân phường Đội Cung căn cứ luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 26 tháng 11 năm 2019, căn cứ quyết định số 131/2021, nghị định chính phủ ngày 30 tháng 12 năm 2021 của chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành lệnh ưu đãi người có công đối với cách mạng theo đề nghị của công chức lao động thương binh xã hội phường và nguyện vọng của thân nhân liệt sĩ Đầu Đoàn Tường. Quyết định điều 1, thành lập ban tổ chức lễ đón nhận và an táng hài cốt liệt sĩ Đầu Đoàn Tường gồm các ông bà có tên sau: 1. Ông Trần Hoàng Song, chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường, trưởng ban; 2. Bà Võ Thị Thu Nguyệt, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường, phó ban; 3. Bà Hồ Thị Thu Hương, công chức lao động thương binh xã hội thành viên; 4. Ông Trần Vĩnh Hải, chỉ huy trưởng ban quân sự phường thành viên; 5. Bà Đinh Thị Kim Dung, công chức văn hóa xã hội thành viên; 6. Ông Nguyễn Công Minh, bí thư chi bộ khối 2 thành viên; 7. Ông Phạm Quốc Hương, khối trưởng khối 2 thành viên; 8. Ông Đầu Trần Bình, đại diện thân nhân liệt sĩ thành viên; 9. Mời ông Nguyễn Văn Hoàng, phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường thành viên; 10. Mời ông Dương Văn Minh, chủ tịch hội cựu chiến binh phường thành viên; 11. Mời bà Nguyễn Thị Thu Hiền, chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ phường thành viên. Điều 2. Ban tổ chức có nhiệm vụ xây dựng chương trình, phân công nhiệm vụ tổ chức lễ đón và an táng hài cốt liệt sĩ Đầu Đoàn Tường trang nghiêm đúng thủ tục quy định nhà nước. Ban tổ chức từ giải tán khi hoàn thành nhiệm vụ được giao. Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Công chức văn phòng thống kê lao động thương binh xã hội, các ban ngành đoàn thể liên quan và các ông bà có tên tại điều 1 căn cứ quyết định thi hành, thay mặt Ủy ban Nhân dân, chủ tịch Trần Hoàng Song đã ký. Tiếp theo chương trình, tôi xin công bố quyết định phủ quân kỳ. Đội thiếu binh chuẩn bị quân kỳ. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam độc lập tự do hạnh phúc, Ủy ban Nhân dân phường Đội Cung số 821 QĐ-UBND phường Đội Cung ngày 22 tháng 9 năm 2022 quyết định về việc phủ quân kỳ lên hài cốt liệt sĩ Đầu Đoàn Tường. Ủy ban Nhân dân phường Đội Cung căn cứ luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tổ chức chính phủ và luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 26 tháng 11 năm 2019, căn cứ nghị định số 131/2021, nghị định chính phủ ngày 30 tháng 12 năm 2021 của chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, căn cứ quy chế làm việc của Ủy ban Nhân dân phường Cung để thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước với công lao cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của đồng chí Đầu Đoàn Tường. Theo đề nghị của chỉ huy trưởng ban chỉ huy trưởng phường Cung quyết định điều 1, quyết định phủ quân kỳ lên hài cốt liệt sĩ Đầu Đoàn Tường. Sinh năm 1950, quê quán xã Vinh Hưng, nay là phường Đội Cung, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Nhập ngũ năm 1970, chức vụ chiến sĩ. Hy sinh ngày 10 tháng 12 năm 1972 tại xã Nhị Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Hiện nay đang thờ cúng liệt sĩ tại gia đình bà Đinh Thị Như A, khối 2 phường Đội Cung, thành phố Vinh. Điều 2, Ủy ban Nhân dân phường Đội Cung giao cho ban quân sự phường tổ chức nghi lễ phủ quân kỳ và phân công lực lượng tiêu binh lên hài cốt liệt sĩ Đầu Đoàn Tường. Điều 3, quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Công chức văn phòng thống kê ban quân sự phường, các đoàn thể liên quan căn cứ quyết định thi hành, thay mặt Ủy ban Nhân dân, chủ tịch Trần Hoàng Song và ký phủ quân kỳ. Xin trân trọng kính mời đồng chí Võ Thị Thu Nguyệt, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường, có ban tổ chức lên thắp hương và đọc điếu văn. Xin trân trọng kính mời đồng chí.
Kính thưa hương hồn liệt sĩ đầu giám trường cùng gia quyến họ tộc. Kính thưa toàn thể tăng trường. Liệt sĩ đầu Doãn Trường sinh năm 1950 tại xã Vinh Hưng, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, nay là phường Đội Cung, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Đồng chí sinh ra trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng. Bố là ông đầu Doãn Tâm, mẹ là mẹ Việt Nam anh hùng Phan Thị Huệ. Ông bà sinh hạ được 6 người con, gồm 5 trai, 1 gái. Anh trai thứ hai là liệt sĩ đầu Doãn Vinh, tham gia quân đội nhân dân Việt Nam và hy sinh ngày 25 tháng 11 năm 1972. Em trai thứ tư là liệt sĩ đầu Doãn Kỳ, nhập ngũ năm 1970, hy sinh năm 1972 tại mặt trận phía Nam. Liệt sĩ đầu Doãn Trường là con thứ ba trong gia đình, được bố mẹ nuôi ăn học, là con ngoan, trò giỏi. Năm 1970, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, anh đã tạm gác bút nghiêng lên đường nhập ngũ tại đơn vị P20. Vào trong quân đội, đồng chí đã tích cực rèn luyện và luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Ngày 10 tháng 12 năm 1972, đồng chí đã anh dũng hy sinh trong trận chiến đấu chống đế quốc Mỹ xâm lược tại xã Nhị Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, đã để lại cho đồng đội nỗi tiếc thương vô bờ bến. Đồng chí đã quyết tử trong Tổ quốc quyết sinh. Trong năm 1972, gia đình đã mất đi 3 người con trai yêu quý. Danh hiệu mẹ Việt Nam anh hùng là rất xứng đáng, là phần thưởng cao quý, là sự ghi nhận công lao đóng góp của mẹ Phan Thị Huệ và gia đình trong Tổ quốc thân yêu. Thể theo nguyện vọng chính đáng của gia đình và người thân, muốn tìm và đưa hài cốt của liệt sĩ đầu Doãn Trường về quê để tiễn hương khói và chăm sóc phần mộ. Sau một thời gian tìm kiếm, được sự nhất trí của Phòng Lao động Thương binh Xã hội thành phố Vinh và Ban Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang cho phép gia đình di rời thi hài liệt sĩ về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Vinh. Hôm nay đây, chúng ta lại được chứng kiến giờ phút thiêng liêng, giờ phút đón nhận hài cốt một đồng chí, một người con của quê hương đã anh dũng hy sinh để làm nhiệm vụ chiến đấu, bảo vệ Tổ quốc trở về với vòng tay của gia đình, bạn bè và đồng đội. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Đội Cung trang trọng tổ chức lễ đón nhận hài cốt đồng chí trong niềm thương tiếc vô hạn. Vĩnh biệt tiễn đưa đồng chí về nơi an nghỉ cuối cùng với đồng đội tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Vinh và xin được thắp nén hương thơm vĩnh biệt đồng chí để tưởng nhớ linh hồn của một chiến sĩ kiên cường vì Tổ quốc, vì nhân dân mà hy sinh. Tổ quốc mãi khắc ghi tên đồng chí, nhân dân mãi mãi ghi nhớ sự hy sinh của đồng chí. Tại buổi lễ trang trọng này, cho phép tôi thay mặt nhân dân phường Đội Cung, thay mặt Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Đội Cung, Chi ủy, Ban cán sự, Ban công tác Mặt trận và các đoàn thể nhân dân khối 2, xin gửi tới gia quyến lời thăm hỏi ân cần và chia sẻ nỗi đau thương to lớn này. Chúng tôi vô cùng thương tiếc, xin được dâng nén hương thơm để tưởng niệm linh hồn đồng chí, mong cho linh hồn đồng chí được siêu thoát về cõi vĩnh hằng. Vĩnh biệt đồng chí, Đảng và nhân dân mãi mãi ghi nhớ công lao của đồng chí. Chúng tôi nguyện kề vai sát cánh, đoàn kết một lòng, vượt qua khó khăn, quyết tâm xây dựng địa phương ổn định, phát triển để xứng đáng với sự hy sinh to lớn của đồng chí. Vì Tổ quốc, vì nhân dân chiến đấu, anh làm nên những giây phút anh hùng, tặng quê hương cả hơi thở cuối cùng, tặng Tổ quốc một trang vàng bất khuất. 50 năm rồi trên mảnh đất Tiền Giang, anh đã cùng đồng đội lặng nằm yên nghỉ, tất cả vì Tổ quốc thân yêu. Và hôm nay giữa một buổi chiều, anh trở về quê mình xứ Nghệ. Trong nỗi xót xa thương nhớ vô cùng, đốt nén tấm hương nhớ người liệt sĩ, xin vĩnh biệt anh, người đồng chí. Vĩnh biệt đồng chí, chúc đồng chí an giấc ngàn thu. Để tưởng nhớ và tỏ lòng thành kính với liệt sĩ đầu Doãn Trường, đề nghị tăng trường dành một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Thank you.
Kính thưa ông bà đại diện cái phòng lao động thương binh xã hội, ban chỉ huy quân sự thành phố thành phố Vinh tỉnh Nghệ An. Kính thưa ông bà đại diện các đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc phường, cùng các hội ban ngành phường đội cung. Kính thưa ông bà đại diện chi ủy, chi hội, ban ngành, đoàn thể khối 2 phường đội cung. Kính thưa cụ ông, cụ bà, cô dì, chú bác, anh chị trong khối, ngoài khối đã tới tri ân, chân linh và dự lễ truy điệu liệt sĩ Đậu Doãn Trường. Tôi xin được giới thiệu, tôi là Đậu Doãn Bình, em trai út của các anh. Gồm có ba anh liệt sĩ là anh Đậu Doãn Vinh, anh Đậu Doãn Trường và anh Đậu Doãn Kỳ. Tôi là tên Đậu Doãn Bình. Được đỡ lời cho gia đình và họ Đậu. Được xin phép gửi lời chào về chúc sức khỏe và cảm ơn sâu sắc nhất tới tất cả quý phòng, đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc, chi ủy, chi hội khối 2 phường Đội Cung và các ban ngành của phường đã tạo được mọi điều kiện về thủ tục pháp lý cho gia đình chúng tôi được rước đưa anh trai tôi là liệt sĩ Đậu Doãn Trường về quê mẹ để ăn nước ngàn thu tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố Vinh tỉnh Nghệ An. Trong sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ cho sự nghiệp giải phóng đất nước, gia đình tôi đã tiến đưa ba anh trai lên đường nhập ngũ, xong cả ba anh đã ra đi không có ngày trở lại. Các anh đã ngã xuống ở các chiến trường miền Nam, nên gia đình tôi còn hạnh phúc, may mắn hơn bao gia đình liệt sĩ khác đã tìm và đã rước vong linh những hài cốt của liệt sĩ về quê mẹ. Hôm nay để được đưa vào nghĩa trang liệt sĩ thành phố Vinh, Nghệ An. Từ sự hy sinh mất mát đó, và niềm tự hào của gia đình, tôi không gì bù đắp thay thể được. Là mẹ chúng tôi, mẹ Phan Thị Huệ đã được Đảng, Nhà nước phong tặng bà mẹ Việt Nam anh hùng. Với lời lần nữa, xin được chúc sức khỏe với các ông bà đại diện cho phòng ban ngành thành phố Vinh, đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận phường, đội cung cùng các ban ngành của phường, chi ủy, chi bộ cùng chi hội với các hội, ông bà, cô dì, chú bác quê hai cùng đội cung. Với lời cảm ơn sâu sắc nhất, xin được cảm ơn. Tiếp theo chương trình là lễ dâng hương. Ban tổ chức xin trân trọng kính mời đại diện Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Vinh, đại diện Phòng Lao động Thương binh Xã hội thành phố Vinh lên dâng hương. Xin trân trọng kính mời đại diện Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban mặt trận tổ quốc, các ban ngành, đoàn thể của phường Đội Cung lên dâng hương. Việt Nam ơi, mẹ Việt Nam ơi, cho con xin chia sẻ nỗi buồn, cho con xin sẻ đôi bàn thờ, cho con hôn đôi mắt mỏi mòn, cho con soi lại bóng hình con. Mẹ Việt Nam ơi, mẹ Việt Nam. Việt Nam ơi, mẹ.
Việt Nam ơi, mẹ Việt Nam ơi, xin cảm ơn người, người mẹ của tôi. Mẹ Việt Nam ơi, mẹ Việt Nam ơi, mây khói tan rồi, còn lại mẹ. No!